chỉ còn học hết hôm nay thôi là bọn mình sẽ lên lớp 2. Nên là mình đề xuất là lớp mình sẽ chụp kỷ yếu để làm kỷ niệm. Là sao? Lên lớp 2 thì bọn mình vẫn học cùng nhau mà, chụp kỷ yếu làm gì? Ừ đúng rồi đấy, tao tưởng anh chị lớp 12 mới cần chụp kỷ yếu thôi chứ. Đấy là các bạn không biết đấy thôi. Chứ bây giờ á, các trường khác người ta đang phấn đấu mỗi năm chụp kỷ yếu một lần kia kìa. Nên là mẫu giáo cấp 1, cấp 2 đều chụp được hết. Có khi á, năm sau lớp mình phải phấn đấu mỗi tháng chụp kỷ yếu một lần. Ừ nhờ, tao thấy cũng có lý. Ờ, nhưng mà chụp nhỏ hả mày? Mình đã có bản kế hoạch cụ thể rồi. Bọn mình sẽ chụp kỷ yếu ở Mỹ. Nên là bọn mình sẽ thuê máy bay riêng để bay sang đấy. Sau là buổi tối á, thì bọn mình sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn 10 năm sao ở Paris. Sau là sáng hôm sau á, bọn mình check in ở dưới tháp Tokyo. Uầy, lần là lớp trưởng chơi lớn vậy sao? Ê mày ơi, nhưng mà tháp Tokyo ở Paris hả mày? Hình như thế sao mày? Với lịch trình như thế này thì mỗi bạn sẽ phải xin bố mẹ 1 tỷ để đóng nha. Ủa, thế thì làm sao mà chụp được? Thật, tao xin mẹ 2.000 mua bút từ năm ngoái đến năm nay mẹ tao còn không cho. Làm tao phải dùng bút của thằng Hoàng đây này. Ồ, bảo sao từ đầu năm giờ mình mua 20 cái bút giờ không có cái nào. Thế bây giờ các bạn có thể nộp được bao nhiêu? Bọn tao chỉ nộp được dưới 10 củ thôi. Cụ thể là 10.000. Mày đùa tao đấy à? Thôi rồi, nếu mà với ngân sách như thế ấy, thì bọn mình sẽ chụp kỷ yếu ở công viên. Lát nữa tao sẽ đưa danh sách những cái thứ phải chuẩn bị. Rồi chúng mày tự chuẩn bị nhá. À mà quên, mai nhớ đúng giờ ấy nha. Không được hủy kèo hay là muộn hơn 1 phút đâu. Tao hơi bị đúng giờ ấy. Ngày mai á, không gặp không về. Nhớ chí. Mày chuẩn bị mấy thứ mà nó bảo chưa? Rồi. Đâu xem nào. Nó có chuẩn bị cái này đâu. À cái này á, ngày nào nhà tao cũng ăn, vừa ngon vừa tiện à. Tao mang đi tí nữa anh em mình ăn cho đỡ buồn mồm mà. Phô mai hun khói đúng không? Bố tao thích ăn cái này. Thôi bọn mình ra ghế ngồi đợi ở đây. Ừ, mà sao con Trang mãi chưa đến nhỉ? Thế mà bảo đúng giờ lắm. Để tao gọi cho nó nha. Ôi. Cái gì thế này? Sao tự nhiên nó Hoàng gọi mình làm gì? À, chắc là để rủ đi chơi gì. Giời ạ. Nắng 40 độ không ở nhà ngủ đi đâu không biết được. Sao lại tắt máy rồi? 10 tiếng sau. Chúng mày đi chụp kỷ yếu thì 1 giờ đêm rồi chứ về. Có về ngay không thì báo. Bọn con đợi con Trang đến chụp kỷ yếu mẹ ạ. Nó bảo là không gặp không về nên là bọn con không về được.